anh thích sỏ háng thì phải, nhưng mà sỏ háng không hề dễ. Rồi bắt đầu. Hay quá, và quả người rất hay của anh Thi. Xin chào anh em, hiện tại là mình đang ở thành phố Thái Nguyên. Và hôm nay mình sẽ thực hiện sự kiện Cool Dance tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Thời tiết trên đây rất là lạnh, và các bạn nhỏ ở đây đi học đều có đồng phục áo lạnh. Hôm nay diễn chung với đội Kim Phúc nữa. Và ngày mai sẽ có tuyển chọn đội bóng của siêu phàm tại thành phố Thái Nguyên nữa. Mọi người cùng chờ xem nhé. Sân khấu đây rất đông các bạn học sinh của trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Đội Kim Phúc và anh Quang Thắng, mọi người chờ trong này, chuẩn bị lát nữa ra biểu diễn cho các bạn trẻ xem. Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, gãy hết răng rồi. Gãy hết răng rồi. Các bạn biết tại sao răng tôi gãy cái này không? Không phải đâu, không phải lừa được răng đâu. Mà vừa đi ra bóng đá, mắt không nhìn cái gì cả. Thế là bạn đối phương đá một phát đúng hàm răng, thế là gãy chặt rồi. Nhiều đam mê dâng lên nơi con tim này, cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi pa pa bự, sút chai bóng mê say mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Những cú sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang để cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Yêu mềm hãy luôn tin rằng chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến trường vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùn luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đông chúng ta cùn nào? Lại hai anh ấy ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các tiết mục biểu diễn trong buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta. Vậy là đã kết thúc sự kiện Cool Dance tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Và hôm nay là ngày thứ hai tại thành phố Thái Nguyên, mình sẽ ra sân bóng và hãy cùng mình xem sẽ có những nhân tài nào xuất hiện tại chương trình tuyển chọn đội bóng Cool siêu phàm thành phố Thái Nguyên nha. Let's go. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên nơi con tim này, cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi pa pa bự, sút chai bóng mê say mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Những cú sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang để cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Yêu mềm hãy luôn tin rằng chiến thắng sẽ đến không
xa vì chúng ta. Rồi, mọi người đã set up đầy đủ ở đây. Phòng sơ loại phía bên kia và vòng thi đấu chính thức sẽ nằm bên này. Rất đẹp. Khu vực cho các bạn nhỏ ngồi trên và chỗ mình ngồi sẽ bên này. Và sẽ có một số phần thi rê bóng, sút bóng và tân bóng. Rồi, như vậy là chúng ta đã trao huy chương xong. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thi thứ hai ngày hôm nay nhá. Sẵn sàng chưa các bạn? Sẵn sàng chưa? Ok, rồi. Bây giờ sang sân bên này nhá. Và bây giờ anh Thi sẽ thử chơi mẫu cho mọi người cùng xem nhá. Chúng ta sẽ mời một số bạn ở bên này để có thể là tham gia thử phần thi này của anh Thi. Đúng rồi, nếu bị sông kim sẽ là thua luôn. Ôi, như vậy là bị sông kim nó sẽ thua luôn các bạn nha. Ví dụ nhé, đấy rồi, ghi bàn đi, 1-0, đấy, rất hay luôn, ví dụ thế, một tay người ơi, cũng như vậy cho nhau. Ok, như vậy là vừa bị sâu kim, vừa bị ghi bàn. Ok, ai nữa không? Hay quá, phạt quả người rất hay của anh Thi. Không được. Và bóng rất là có ý đồ từ Phạm Trung Thi. Rồi, cú lên nào. Ok, như vậy là sỏ hái thành công. Ok. Rồi, các bạn nhỏ nhớ nha. Skill này anh hay làm lắm luôn. Đúng, anh làm con. Được. Oh, hay á. Ừ, bước 1 nè, kéo bóng qua đây nè. Hậu vệ nhử hậu vệ qua đây nè. Lao qua lấy bóng, lao qua lấy bóng. Dặn người lại. Rồi, thử á. 3 2 1 nè. Hậu vệ nè. Oh, hay quá. Rất hay. Đã chơi là không có ngại, không quan tâm đến chuyện thắng thua. Mưa hay nắng cũng không quan trọng, miễn là tâm thái mình phải thật khu. Lăng chạy bóng về phía khung thành, gần như Ronaldo sút băng. Bóng vào lưới với tốc độ nhanh, mừng chiến thắng cùng đồng đội sát cánh. Vì ta đây hôm nay vì ta trẻ, ta đây hôm nay vì ta khỏe. Đội tư tên sức mạnh cũng siêu phàm, ngọn lửa này cháy lên từ đam mê. Vui chơi thật khu, vận động thật khu, tận hưởng cuộc sống thật khu khu. Vui chơi thật khu, vận động thật khu, tận hưởng cuộc sống thật khu. Con muốn lớn lên, trở thành người khỏe mạnh.
1. Uống cùng nhau chơi bóng rồi. Yeah! Vậy là kết thúc hành trình tại Thái Nguyên cho tuyển chọn đội bóng Cool Siêu Phàm. Nếu mọi người thấy những cái video clip này hay thì cho mình một like nhé. Và đừng quên subscribe channel YouTube của mình. Mình sẽ còn đi muôn nơi làm những video clip như thế này. Mình Phạm Thi, xin chào, hẹn gặp lại.